Có lẽ sau khi kết thúc vòng bảng Euro năm nay, có hai thứ chúng ta không nên đặt quá nhiều niềm tin. Đó chính là đội tuyển Anh với kèo trên và tin Manchester United nổ bom tấn. Về thứ nhất, thôi thì cứ tạm cho là do thầy cửa Nam giấu bài đi. Và đến vòng loại trực tiếp, tam sư hay dở thế nào thì rõ ràng ngay. Còn ý thứ hai, rõ ràng cả kỳ chuyển nhượng hè 2024, Manchester United liên tiếp tung hoành, nhưng lại chỉ trên phương diện là tin đồn mà thôi. Ấy vậy mà mới đây, ba lãnh đạo Quỷ Đỏ còn chơi lớn khi xác định là sẽ tạo ra cuộc cách mạng ở hàng tiền vệ. Liệu tin này đã chuẩn chưa anh em nhỉ? Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu qua bản tin chuyển nhượng hôm nay nhé. Bayern Munich lập tức cho mượn hàng tuyển vừa mua. Amindo CF nổi lên như một trong những hiện tượng tại giải hạng 2 Bundesliga. Cầu thủ 21 tuổi gia nhập Greuther Fürth vào năm 2022 từ đội trẻ Bayern Munich. Mùa giải vừa qua, ngôi sao tấn công người Đức ghi dấu ấn rõ nét với 13 bàn thắng cùng với 3 pha kiến tạo sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường. Vì vậy, anh đã nhận được sự chú ý từ một số đội bóng lớn. Nguồn tin từ Sky Sports cho hay Bayern Munich và Mainz 05 được cho là sẽ tham gia vào một thỏa thuận chiêu mộ CF. Trong đó, Hùng Xám sẽ kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 1,5 triệu euro trong hợp đồng của CF, sau đó cho Mainz 05 mượn kèm theo tùy chọn mua đất. Bayern Munich kỳ vọng sẽ có thể thu được về một khoản lợi nhuận tương đối nếu bán CF bởi ngôi sao sinh năm 2003 đang thể hiện phong độ khá ấn tượng. Còn đối với Mainz 05, nếu CF thi đấu ấn tượng, họ sẵn sàng mở cuộc đàm phán để biến anh trở thành thành viên chính thức. Xác định hai trung phong Arsenal đang theo đuổi. Nhiệm vụ cấp bách ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này dành cho Arsenal đó là bổ sung thêm một chân sút chất lượng. Một trong những nguyên nhân khiến cho pháo thủ có mùa thứ hai liên tiếp để thua trước Man City trong cuộc đua vô địch Premier League đến từ phong độ yếu kém nơi bộ đôi trung phong chủ lực Gabriel Jesus và Eddie Nketiah. Ở Premier League 2023-2024, chân sút trên ghi tổng cộng 9 bàn thắng, con số chỉ bằng 1/3 so với những gì mà Erling Haaland làm được. Dù Kai Havertz phần nào làm tốt vai trò này ở giai đoạn cuối mùa, nhưng ngôi sao người Đức chưa bao giờ là một tay săn bàn ổn định. Và theo nguồn tin mới đây từ The Mirror, đội chủ sân Emirates đang lên kế hoạch hỏi mua một trong hai tiền đạo là Girassi của Stuttgart và Jonathan David của Lille thời gian tới. Girassi vừa trải qua một trong những mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp khi ghi tổng cộng 28 bàn thắng tại Bundesliga, thành tích chỉ kém Harry Kane của Bayern Munich. Trong khi đó, David từ lâu đã được đánh giá như là trung phong hàng đầu tại Ligue 1 sau 4 mùa cống hiến cho Lille. Tại đội chủ sân Pierre Mauroy mùa trước, ngôi sao người Canada có tổng cộng 22 lần xé lưới các đối thủ trên mọi đấu trường. Điểm chung nổi bật giữa hai cầu thủ trên nằm ở việc cả hai đều được bật đèn xanh để rời đội bóng chủ quản ngay phiên chờ hè này, đồng thời có mức giá phải chăng, dao động từ 20 đến 30 triệu bảng. Porto sắp có được thần đồng Barca. Theo nhà báo Gerard Romero, Porto sắp đạt được thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Mikel Faye từ Barcelona. Hai đội bóng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc đàm phán trong thời gian tới. Theo Gerard Romero, người đại diện của Sao Mai 19 tuổi đang ở Bồ Đào Nha để thương thảo với Porto, đội chủ sân Dragao dự chi 15 triệu euro để hỏi mua Mikel Faye. Về phía Barcelona, đội chủ sân Camp Nou mong muốn cài điều khoản mua lại ở thương vụ bán Mikel Faye sang Porto. Mùa giải qua, trung vệ người Senegal khoác áo đội Barca Athletic. Mikel có 2 lần được gọi lên đội 1 Barcelona dưới triều đại của Xavi Hernandez. Barcelona đánh giá cao Mikel, mặc dù vậy khả năng để Mikel chen chân vào đội hình 1 Barcelona khá thấp. Sao Mai sinh năm 2004 cần được ra sân nhiều hơn nhằm tích lũy kinh nghiệm và chui rèn tài năng. Porto có thể là bến đỗ phù hợp giúp sao trẻ của Barcelona phát triển tài năng, tích lũy kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao. Mikel thuộc mẫu trung vệ mạnh mẽ, giỏi kỹ năng chơi chân và là một sao mai giàu triển vọng. RB Leipzig tạo điều kiện cho Barca kích nổ bom tấn. Giữa những tin đồn liên quan đến Nico Williams và Luis Diaz, có vẻ như Barcelona đã và đang âm thầm triển khai kế hoạch đưa Dani Olmo trở lại Camp Nou. Mới đây, theo tiết lộ từ ký giả Jordi Hill của Sport, Blaugrana hiện đang nỗ lực hoàn tất việc chiêu mộ Olmo từ RB Leipzig, trong khi đại diện đến từ Bundesliga cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho Barca thực hiện thỏa thuận này. Cụ thể, nguồn tin trên cho biết điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro của Olmo sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 7. Nhưng bất chấp thời hạn này, Leipzig được cho là sẵn sàng chờ đợi Barca ổn định tình hình tài chính để tiến hành chiêu mộ Olmo. Về phần mình, tài năng người Tây Ban Nha đã khẳng định rằng mình có thể trở lại Camp Nou ngay trong mùa hè năm nay. Được biết, Olmo đã được Barca xác định là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong mùa hè này với việc giám đốc Deco thực sự ngưỡng mộ tài năng của chân sút 26 tuổi. Trong quá khứ, Olmo từng gắn bó với lò La Masia giai đoạn 2007-2014. Lộ diện 3 tiền vệ nằm trong tầm ngắm của Manchester United.
Theo tiết lộ từ Ben Jacobs, hiện João Neves vẫn đang nằm trong danh sách mục tiêu của Man United. Tuy nhiên, họ không có kế hoạch kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của ngôi sao này. Ngoài ra, còn có hai tiền vệ khác đang nằm trong tầm ngắm của Quỷ Đỏ. Ký giả người Anh cho biết, chúng ta biết rằng João Neves, tiền vệ 19 tuổi được Manchester United và cả Arsenal đánh giá cao. Thế nhưng Benfica kỳ vọng điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 120 triệu euro sẽ được đáp ứng. Vì vậy, cái đó hơi có vấn đề một chút. Có João Gomes ở Wolverhampton, một cái tên khác mà Man United thực sự yêu thích, và còn có Edson Álvarez ở West Ham. Vì vậy, những gì chúng ta thấy chủ yếu là cách tiếp cận của Manchester United. Họ đang hướng tới những cầu thủ chất lượng đã được chứng minh ở Premier League. Ở chiều hướng ngược lại, dự kiến là Man United cũng sẽ nói lời chia tay với một vài nhân tố trong tuyến giữa. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Casemiro, người vừa trải qua một mùa giải đáng quên và có khả năng chuyển đến Ả Rập Pro League. Chelsea chiêu mộ thành công ngọc quý Barca. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Mark Hughes từ Barcelona. The Blues kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 6 triệu euro của sao Mai 18 tuổi. Về phía Barca, đội chủ sân Camp Nou mong muốn giữ chân Gil. Thế nhưng tiền đạo 18 tuổi quyết định rời đội bóng Tây Ban Nha để tìm kiếm thử thách mới. Theo Romano, Chelsea sẽ chính thức hoàn tất thương vụ vào cuối tuần này. Gil sẽ hội quân cùng với đội 1 The Blues dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca trước khi mùa giải mới khởi tranh. Chelsea xem Gil là tài năng đầy triển vọng, bản hợp đồng chất lượng giá hời. Trước khi lên đội 1 Barcelona, Gil cũng để lại dấu ấn đậm nét ở đội Barca Athletic do Rafa Marquez dẫn dắt. Sao Mai người Tây Ban Nha được đánh giá là cầu thủ sở hữu đầy đủ tố chất của một tiền đạo thuần túy, có khả năng tì đè tốt. Gil sẽ đối mặt với cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt trong màu áo của Chelsea. Tiền đạo 18 tuổi sẽ thổi một làn gió mới mẻ vào hàng công của The Blues. Và đó là những thông tin chuyển nhượng hấp dẫn có trong thế giới túc cầu 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like và đăng ký fanpage để cùng cập nhật những tin tức hot của thế giới túc cầu một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các số bản tin tiếp theo. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.